Các bạn thân mến, trong video hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn bài số 5 về phần mềm Microsoft Excel 2016. Ở trong nội dung này thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu một số các cái hàm thời gian cơ bản trong Excel. Ở trong nội dung này thì đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn về cái hàm now, tức là thời gian của hiện tại. Các bạn chỉ cần gõ chữ now và đóng ngoặc mở ngoặc, sau đó nhấn enter thì chúng ta sẽ lấy được ngay cái thời gian của cái ngày giờ hiện tại. Bây giờ muốn lấy được cái giờ ở phía trên này thì các bạn chỉ cần nhấn dấu bằng và sau đó đưa công thức là how, và chúng ta lấy kết quả ở đây vào, sau đó nhấn enter thì chúng ta sẽ được là hiện tại là đang là 20 giờ, đúng không? Số phút thì chúng ta sẽ tính là phút là minus của cái hàm này, đúng không? Nhấn enter thì chúng ta sẽ được là 20 giờ 17 phút, đúng không? Lấy số giây, mặc dù ở trên công thức này thì nó không hiển thị số giây, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể lấy được số giây của nó ra bằng giây là second của cái hàm now này, thì chúng ta sẽ lấy được là hiện tại giờ là 20 giờ 17 phút và 44 giây. Còn muốn lấy cái thời gian là ngày thì chúng ta lấy là cái hàm day, sử dụng hàm day, và sau đó là chúng ta ấn enter là hôm nay chúng ta lấy là ngày 29. Muốn lấy tháng thì chúng ta ấn month bằng cái hàm tháng thì chúng ta lấy kết quả đây. Được chưa? Như vậy là chúng ta lấy được tháng 6 và năm bằng year. Như vậy là chúng ta đã trải qua các cái hàm về lấy ngày giờ hiện tại này, rồi là lấy giờ, lấy phút, lấy giây, lấy ngày, tháng, năm ra trong một cái hàm thời gian. Chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là tôi có là ngày hôm nay là ngày tôi lấy một cái ngày bất kỳ 20 tháng 6 năm 2016 chẳng hạn. Nếu mà chúng ta lấy được cái hàm thời gian này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể lấy được cái đây, tôi là lấy cái ngày này, đúng không? Rồi tháng này bằng này month của cái date này, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ lấy được cái year của cái thời gian này ra ngay. Như vậy là qua các cái ví dụ này thì các bạn thấy được một điểm là là hoàn toàn lấy được thời gian, và cái now này nó rất là tiện ích. Ví dụ các bạn muốn sử dụng cái gì đó, sau đó là chúng ta thấy là các cái thời gian này nó hoàn toàn thay đổi theo từng giây phút một. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng một cái tác vụ nào đó và sau đó khi chúng ta nhấn enter thì lập tức là cái thời gian này nó cũng sẽ thay đổi theo. Chính vì lý do này và chúng tôi cũng muốn giới thiệu thêm các bạn về cái cách mà chúng ta hôm trước chúng ta cũng đã có một cái cách mà nối chuỗi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nối các cái chuỗi lại. Chẳng hạn như tôi muốn gõ cái dòng chữ là bây giờ chúng ta lấy là giờ, đúng không? Thì chúng ta lấy how, chúng ta thêm cái và đấy nữa, và để nối cái chuỗi này vào how cái giờ của cái này, đóng ngoặc, và giờ phút, đúng không? Thì chúng ta lấy chỗ này chúng ta ghi đây là giờ, bây giờ là mấy giờ, sau đó cách ra lại tiếp tục cái dấu và chúng ta lấy phút là minus, đúng không? Lấy giá trị này hoặc là gõ trực tiếp vào cũng được. Đó, nối với phút, nối tiếp với cả giây, đúng không? Lấy giây thì chúng ta lấy second, chúng ta gõ luôn B2 vào cũng được chứ không cần phải click chuột nữa, và giây, đúng không? Giây, sau đó là chúng ta chết đấy, nó lấy được luôn thời gian rồi, đúng không? Và bây giờ chúng ta thêm cái này nữa, chẳng hạn chấm ngày, ngày bao nhiêu đó,
ngày, sau đó chúng ta và này, và lấy ngày tới đây đúng không? 12 ngày và tháng và đúng không? Và tiếp năm là chúng ta lấy year, year của B2. Như vậy là được rồi đúng không? Đấy, sau đó chúng ta ấn enter thì các bạn thấy là ngày 29 tháng năm 2016, tức là chúng ta vẫn chưa lấy đủ tháng. Tháng thì ở đây chúng ta phải thêm một cái và tháng nữa đúng không? Tháng tháng là month đúng không? Đấy, chúng ta lấy thiếu B2 và chúng ta và thêm một cái nữa là lấy năm. Như này là đầy đủ đúng không? Như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái công thức để lấy cái thời gian ra, rất đơn giản, không khó khăn gì. Tất nhiên ngoài cái cách này ra thì chúng ta cũng có thể là lấy chẳng hạn như là trong một cái bảng tính của bạn, sau khi xong mà các bạn muốn lấy cái chữ ký bên dưới mà lấy đúng cái ngày mà các bạn hoàn thành cái văn bản này và đúng cái ngày hiện tại của cái ngày mà các bạn muốn trong cái, tức là khi mà chúng ta làm cái bảng tính đó thì chúng ta cần lấy cái ngày của hiện tại, mặc dù làm từ tuần trước hoặc từ tháng trước rồi nhưng mà hôm nay mới ký thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm được công việc đó. Chẳng hạn như là tôi có thể lấy bằng này, Yên Bái, Yên Bái phẩy đúng không, ngày. Ngày thì chúng ta sẽ làm như sau. Ngày thì chúng ta lấy là đây, và ở trong này các bạn đưa cái hàm nào vào, đưa hàm nào vào thì nó sẽ tiện hơn đúng không, đây nào, và sau đó chúng ta đưa tháng này, sau đó là và đúng không, tháng là month đúng không, nào đóng ngoặc mở ngoặc, cái hàm nào thì các bạn phải nhớ đóng ngoặc mở ngoặc thì mới được. Và chúng ta lấy thêm cái năm vào, và đây nữa, và sau đó là chúng ta đưa cái năm vào year thì nó cũng sẽ, chúng ta cũng lấy now để nhằm mục đích là lấy cái hàng ngày tháng năm hiện tại, và khi mà chúng ta kết thúc nhấn enter thì các bạn sẽ lấy được Yên Bái ngày bao nhiêu đó đúng không, và các bạn hoàn toàn có thể định dạng theo cái các cái phông chữ mà chúng ta cần thiết. Đấy, như vậy là chúng ta lấy được Yên Bái ngày, chỉ cần enter cái thì mỗi lần các bạn mở cái file Excel này ra thì nó sẽ lấy cái ngày hôm nay luôn. Thế cho nên là cũng rất là tiện ích trong cái công việc mà chúng ta xử lý các cái hàm thời gian. Trên đây thì chúng tôi đã giới thiệu các cái hàm rất là cơ bản khi mà chúng ta lấy từ một cái thời gian nào đó trên Excel và chúng ta có thể lấy ra ngày, giờ, phút, giây, tháng, năm, vân vân. Tất cả các cái hàm này cũng là hàm cơ bản để chúng ta thực hiện. Tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn về cái hàm DateIf. Đây là một trong những cái hàm cũng rất là quan trọng và một cái hàm rất hay để chúng ta thực hiện cái việc mà chúng ta xử lý các cái dữ liệu về ngày tháng trong Excel. Ở đây thì tôi có một cái ví dụ tên khách, ngày thuê, ngày trả, số ngày, số tháng. Bây giờ tôi muốn tính là số ngày mà những cái vị khách này thuê nó sẽ là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ sử dụng cái hàm DateIf. Thì ở đây các bạn DateIf thì chúng ta có start date này, end date này, option này. Option ở đây thì trong này chúng tôi cũng đã giới thiệu rất đầy đủ. D là trả về số ngày giữa hai điểm thời gian thì chúng ta sẽ dùng cái này. DateIf. Đúng không? DateIf của cái ngày mà bắt đầu chính là ngày này, phẩy, sau đó cái ngày kết thúc là ngày end, và cái D này thì chúng ta sẽ lấy mở ngoặc và lấy ký tự là D như này, nó sẽ hiểu là chúng ta sẽ trả về cái tổng số ngày giữa hai điểm thời gian này, thì chúng ta sẽ tính ra được cái số ngày này là 740 ngày. Đúng không? Tương tự như vậy, chúng ta chỉ cần copy nó xuống là xong cái bảng này đúng không? Bây giờ muốn tính số tháng thì chúng ta cũng làm tương tự bằng DateIf. DateIf của cái ngày bắt đầu, phẩy, sau đó lấy ngày kết thúc, và chúng ta muốn lấy tháng thì chúng ta chỉ cần thêm chữ y vào đây thôi. Như vậy là chúng ta đóng ngoặc và enter, và chúng ta sẽ có là số tháng giữa hai thời điểm. Giữa hai thời điểm đây là 30 tháng 1, nếu mà lấy thế này thì có vẻ là không đúng, bởi vì nó là 2 năm mà đúng không?
À xin lỗi, đây là tôi lấy theo số 5 rồi. Đây phải là số 3 tháng với M đúng không? Và chúng ta lấy được đây là 24 tháng. Đúng không ạ? Và chúng ta copy cái này xuống. Và cái công thức này chúng ta lại tiếp tục đết ít. Và lấy theo số 5, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Và chúng ta ở đây mới là y. Vừa nãy chúng ta lấy y nhầm sang tháng cho nên là tưởng có 2 tháng thì chết đúng không? 2 năm. Được chưa? Đấy, tất cả cái này đều từ 2014 đến 2016 cho nên nó tính luôn là 2 năm. Số ngày mà chưa đủ trong năm thì đấy, tức là 2 năm này thì các bạn thấy là cái số ngày này thì làm sao mà đủ được đúng không? Cho nên là nó tính số ngày chưa đủ trong năm, chúng ta lại ra dùng hàm date if. Date if của cái ngày bắt đầu, ngày kết thúc và cuối cùng chúng ta sẽ lấy cái ID đúng không? ID tức là ký hiệu của chữ year và chữ day đúng không? Thì chúng ta sẽ có được cái kết quả là số ngày chưa đủ trong năm là từ 20 tháng 1 cho đến 31 tháng 1 thì nó sẽ thừa ra mất 10 ngày. Đấy, thì chúng ta sẽ tính được tất cả các cái ngày tháng này. Và bây giờ chúng ta lại tính số tháng chưa đủ trong năm thì chúng ta lại dùng hàm date if. Date if của cái ngày bắt đầu, ngày kết thúc và chúng ta lấy y m đúng không? Month này đúng không? Ký hiệu của hai chữ year và chữ năm. Month không, ở đây số tháng chưa đủ trong năm là không, nhưng các cái tháng còn lại thì chắc chắn là sẽ khác, bởi vì đây đều là tháng 1, đây tháng 10, 2 tháng 10, 2 tháng 10, đây tháng 1, nó cách nhau một tháng đây. Và số ngày chưa đủ trong một tháng thì chúng ta có thể tính theo cái này bằng date if của cái ngày bắt đầu phẩy ngày kết thúc phẩy, và chúng ta hoàn toàn có thể lấy được cái của nó là ID, à xin lỗi, MD. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây là số ngày chưa đủ trong năm với số ngày chưa đủ trong tháng có vẻ nó cũng trùng nhau đúng không? Hoàn toàn là được. Nhưng mà cái này là chưa đủ trong năm thì nó là 39 ngày thì nó khác với cả cái 8 ở đây. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái nội dung về cái hàm date if. Và trong video này chúng tôi đã giới thiệu một số các cái hàm thời gian cơ bản, cũng như là đặc biệt là về cái hàm date if là một trong những cái hàm mà tôi nghĩ nó là hàm rất hay trong cái việc tính toán về thời gian trong các cái nội dung mà các bạn sử dụng ứng dụng Microsoft Excel. Và video của chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.